ok luôn á. Đồ dàn tư nó bự quá dữ. Nào ngay lúa này cũng thấy trúng quá anh em à. Bao dày bao hết luôn. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến với kênh Dũng miền Tây của mình ha. Thì mai chầm lẹ cũng mới cắt cái khuôn trong nè anh em. Khuôn ngoài mới cũng mới vừa cắt rồi. Máy này chạy cũng quá nhanh luôn anh em ơi. Máy này 100 này chạy quá đẹp luôn anh em ơi, khủng luôn. Rồi ngang nữa rồi. Rồi tiếp tục luôn anh em ơi. Lúa này nằm ngay trúng rồi lại dày nữa anh em. Chạy nó bị ngẹn. Trời ơi lúa tuôn xuống kìa. Hết hồn lúa không. Lúa này nằm ngay trúng lắm anh em ơi. Ở đây thì thuộc ở xã Vĩnh Gia anh em. Đồng là đồng Vĩnh Gia. Xe kéo tiếp tục đi gom lúa luôn. Lấy bào thêm. Xí bao chuẩn bị ra đồng cắt nữa anh em ạ. Rồi
rồi, tiếp tục ra đồng cắt nữa anh em. Cái này là chét cái bờ anh em ơi. Xe kéo bắt đầu gom lúa anh em ơi. Lúa này trúng quá trúng anh em ơi. Qua miếng bên này cắt tiếp tục nữa anh em ơi, ăn qua bờ kìa. Chứa trên mâm 5-6 bao lúa luôn. Hết hồn chạy không? Trăm lẻ này cắt lúa quá đẹp luôn kìa, dữ thiệt. Thank you.
Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.